Dạ, xin chào các anh chị. À, mọi người tin vào cái sự hiệu quả của vaccine lắm đúng không ạ? Như em đã chia sẻ rồi, muốn khỏe mạnh, thoát khỏi bệnh tật thì mình nên ăn rau, củ quả, ăn những thức ăn thanh đạm, không có bột nêm, bột ngọt, hóa chất. Và mình phải rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Như em bơi lội là hơn 27 năm rồi, nó đã thành một cái thói quen. Và em sở hữu cái nội tạng tiến hóa hơn người bình thường, nghĩa là tim em đập chậm hơn mọi người. Em hít một hơi nín thở 5 phút. Em lặn sâu một hơi 30 mét là bình thường, lặn lên lặn xuống ở ngoài biển để nhặt rác thải nhựa dưới nước, rồi cắt mấy cái lưới cá dính mắc trong san hô. Rồi phổi của em thì to hơn người thường. Lá lách của em cũng vậy, tim của em cũng hơi bị to so với quý vị luôn nha. Nhưng mà quý vị biết cái khẩu phần ăn chính của em là cái gì? À, nhìn cái này đừng nghĩ bậy nha. Nhìn nó ghê ghê gớm gớm đúng không? Nhìn kỹ đi mọi người. Đó chính là đậu đấy, đậu xanh. Em thì có thù với thịt heo, ăn thịt heo vô bị dị ứng. Và thật sự người em nó bị dị ứng với hóa chất luôn rồi, chứ không phải có thịt heo không đâu. Tất cả hóa chất đều vô người em đều bị dị ứng. Trong thịt heo thì quý vị cũng biết, con heo á nó ăn những cái thứ dơ bẩn lắm. Nó ăn cám heo nè. Mà cám heo quý vị thấy mỗi lần đi vệ sinh ra thúi không? Cám heo thì người ta làm cái gì? Ta trộn mấy cái đồ dơ rồi á, rồi thuốc tăng trưởng này kia các kiểu. Cái thịt heo nó vô cùng nó dơ luôn á. Mọi người thích ăn thịt heo hả? Là mình ăn mấy cái thứ dơ bẩn vô trong người á. Con heo nó thích ăn cái gì? Nó rất thích ăn đậu luôn. Rồi nó ăn mấy cái rễ cây, rồi mấy cái loại rau này kia đó, rau muống rau đồ đó, nhưng mà đâu có cho nó ăn đâu, người ta cho nó ăn cám heo nó mới mau lớn chứ. Thì đậu xanh là một trong những món mà heo rất là thích ăn, nhưng mà heo không được ăn. Mình ăn thịt con heo đó là mình hấp thụ năng lượng gián tiếp, là con heo nó ăn rồi mình ăn qua nó đó. Rồi nói tóm lại là đây là cái món ăn bổ dưỡng khỏe mạnh của em. Ăn lẩu, ăn đậu không á thì nó chán thiệt. Cứ ăn đậu như vậy em chế thêm miếng sữa vô nữa em ăn. Sữa này em ăn nhiều cũng được, nó dị ứng lắm. Mà sữa thì nó có lactosen, gì lactosid hay cái gì đó, một cái chất mà nó cũng không có tốt cho sức khỏe của mình đâu. Dạ. Bây giờ là tính là bỏ miếng muối, miếng đường, nhưng mà thôi để ăn với miếng sữa cho quý vị coi, rất là ngon. Dạ. Rồi, à, cái vấn đề chính của tại sao em có thể miễn nhiễm được với bệnh tật là mọi người biết, em giữ được 4 thứ, đó chính là sức khỏe. Mà muốn có sức khỏe thì em phải giữ được giới hạnh của mình, là em phải ăn uống sạch sẽ. Em không ăn thứ dơ bẩn, em không có hấp thụ những cái hóa chất độc hại vào trong cơ thể thì em mới có được sức khỏe. Và em phải rèn luyện nó, là em phải giữ giới nè, rồi em phải giữ sức khỏe nè. Giữ sức khỏe, sau đó em phải giữ cho bộ não mình suy nghĩ tích cực nè. Dù người ta có đối xử tệ bạc với em, chửi bới nói xấu gì em, phỉ báng em, dạ, người ta có khinh thường em, nói em này kia, nhưng em vẫn luôn nghĩ tốt cho người ta, vẫn coi người ta là một vị Phật, vị Bồ Tát. Dạ, em phải nghĩ tốt cho quý vị như vậy. Bởi vì cái não của mình đó, nó hay lắm. Mình mà nghĩ những cái thứ tiêu cực thì nó tiết ra chất độc để nó làm hại cơ thể của mình. Nó làm cho mình xấu xí, mau già đi. Còn nếu mình nghĩ tích cực, bây giờ mọi thứ trên đời này đâu phải cái gì cũng là hoàn mỹ thôi quý vị. Mà mình phải coi những cái thử thách đó là người ta ban cho mình để cho mình trở nên tốt hơn. Người ta chửi bới, người ta chia rẽ tình cảm của mình với thiên nhiên động vật cũng đâu có được ha. Người ta nói xấu em buôn lậu thú hoang dã mà. Em làm ra mấy cái clip em thấy thú nó tự đến với em buôn lậu gì trời. Đồn bậy bạ buôn lậu giờ chưa bị công an hốt nữa. Nó nhiều cái thí dụ như em dạy bơi cho trẻ em yêu quý trẻ em giống như bác Hồ vậy đó, mà nói em ấu dâm. Em bán đồ bơi tiên cá là đồ chất lượng, đồ thiết kế thì nói em
bán đồ bơi tiên cá dởm, đồ bơi tiên cá dởm trên Tiki Lazada sen đỏ đó, dụ trẻ em đó. Cái đó mới dụ chứ đồ của em, đồ thiết kế, đồ lấy bên Hàn Quốc về. Làm rất là cực công phu tỉ mỉ luôn. Đồ bơi lặn được dưới biển, em mặc em bơi lặn dưới biển đó, mọi người thấy không? Đồ Tiki Lazada sen đỏ Shopee làm gì làm được như vậy? Dạ. Rồi, nói chung là em miễn nhiễm với bệnh tật là bởi vì em giữ được 4 thứ: giới hạnh, sức khỏe, trí tuệ và sự thiền định. Sự thiền định, giữ được cái trí tuệ của mình là luôn tích cực, rồi luôn suy nghĩ vì lợi ích của người khác và luôn tôn trọng người ta. Người ta có đối xử tệ bạc giống như cục phân vậy, mình cũng coi người ta như một vị Phật. Rồi, chính là như vậy. Và mình thiền định là sao? Bởi vì cái nhịp tim của em đập chậm hơn mọi người, em hít thở chậm hơn mọi người, em suy nghĩ chậm hơn mọi người, bởi vì tâm của em không có tham sân si. Dạ, em không có bị mất năng lượng nhiều. Đó, em giữ được cái sự thiền định của mình. Và một người bây giờ nói thật với quý vị là một người nói mình à, tôi ngồi thiền đạt tới cảnh giới này, tôi thấy Phật nè, tôi thấy tiên nè, tôi thấy ma, thấy quỷ các kiểu nè. Thấy cái gì cứ đưa cái nhịp tim của mình ra kiểm chứng. Nhịp tim mình đập ở mức nào thể hiện mình thiền định được đến cảnh giới đó. Dạ, tim của em đập là từ 35 nhịp đến 45 nhịp là nhịp bình thường. Dạ, trên 1 phút, nghĩa là tim em đập chậm ngang cái nhịp tim gần bằng với con rùa biển á. Dạ, thì tim mình đập chậm thì mình mới định được. Chứ giờ tim đập như cái trống mà nói tôi là này hay thần thông này kia, thật ra cái đó là vẫn còn trong ngũ ấm ma đó thưa quý vị. Quý vị chưa thoát được nó đâu. Nên muốn thoát được nó thì bữa nào mình gặp nhau bơi ngoài biển, ngoài sông gần nhà em nè. Đi vô trong rừng đó khoảng 2-3 giờ sáng đâu á, rồi bơi lội dưới nước hay ngồi trong rừng đó. Cho mấy ông thần rừng, thần núi, thần sông, thần biển lại nói chuyện là biết à. Là biết mình có thiền định được hay không, hay là quỷ ma tới nó ám mình đó. Đó là biết, là cái cảnh giới của mình. Cái tâm mình là gì, mình sanh ra cái cảnh giới đó. Tâm mình là tâm Phật thì mình sẽ sanh ra cảnh giới Phật. Tâm mình tâm ma thì mình thấy ma là chuyện bình thường. Nên ngồi thiền mà thấy ma thấy quỷ là tâm quý vị là như vậy, thì phải thấy những cái thứ đó. Và bây giờ nếu mà không đạt được cái khả năng tiên cá như em, vì sự từ bi tột đỉnh, em nói lại lần cuối với quý vị biết là đây, cái thuốc này biết bao nhiêu người tìm được cái thuốc này để mua chờ. Thuốc này có khả năng tăng sức đề kháng để phòng lại bệnh Covid-19 nha. Cái chỗ em là người ta bị Covid-19. Trời ơi, 6 tháng nay em gặp biết bao nhiêu người bị FO, F1 rồi. Rồi em có bị gì đâu. Người em miễn nhiễm với Covid mà. Rồi nên em tiếp xúc người bệnh mà em chả có bị bệnh gì. Mà xưa giờ 27 năm trời em có bệnh gì đâu. Em cũng đã nói trước với mấy em nhỏ từ 6 năm trước khi em dạy bơi tiên cá cho mấy em rồi, chứ đâu phải em không nói. Em cũng làm YouTube em nói mọi người rồi. Dạ, cứ học hỏi theo mấy YouTuber trên mạng dạy hư bậy bạ làm ngày phán xét nó đến quỷ thần họ sẽ xử lý những cái người mà sống chưa tốt á. Rồi, còn đây là từ bi tột đỉnh nha. Nên sẽ chỉ cho cái thuốc để uống để tăng sức đề kháng nha. Cái này là của Đông Y Công Đức. Dạ, khi nói chuyện để sửa ra. Cái này là của Lương Y Nguyễn Công Đức nha. Đây, thuốc thanh can. Nó sẽ hỗ trợ cho thanh nhiệt, tiêu độc, tăng cường sức khỏe, bổ phế. Muốn biết thuốc này có hiệu quả hay không thì mua về uống đi rồi biết. Dạ, nhà em uống, hàng xóm em uống, những người em giới thiệu uống. Dạ, bây giờ nguyên cái xóm này trời ơi, mắc Covid quá trời luôn á. Em giới thiệu cho uống nè. Đó, của Lương Yên Nguyễn Công Đức á. Ba em bán 90.000 hộp nè. Là giá của Lương Yên Nguyễn Công Đức đưa ra, mà không phải bán lấy lời gì hết. Thấy người ta khổ quá, mua của Lương Yên Nguyễn Công Đức về, sẵn tiền mua cho ba mẹ mua để uống, rồi lấy dư để cho hàng xóm nữa, để bán lại cho hàng xóm mà không có lấy lời đồng xu nào hết. Muốn biết hay không thì lên dongycongduc.com á, gõ cái thanh can á là sẽ ra cái giá 90.000 đó. Đó,
đem đường xá xa xôi đến đây để hả cho quý vị uống để có sức khỏe mạnh. Còn quý vị muốn sống khỏe thì cứ ăn uống giống em, bệnh gì chơi. Người càng khỏe mạnh thì mình sẽ không thể nào hấp thụ động vật được đâu. Bởi vì trong động vật nó có chất độc thưa quý vị. Trong cái hộp sữa này em uống vô em còn nhức đầu. Nhưng em vẫn uống. Để em nói cho quý vị biết là khi mình khỏe mạnh thật sự thì cơ thể mình nó sẽ hoạt động khác với mọi người. Mình không thể bệnh như mọi người được. Tại sao con chó nó không bệnh mà con người lại bệnh? Thiếu gì các con vật nó mắc Covid mà nó không bệnh, mà tại sao mình mắc Covid là mình bệnh à, chết đi sống lại luôn, rồi con người không qua được là mất mạng luôn. Dạ, quý vị đã sống rất là sai, sai ơi là sai. Và cái sai lớn nhất là quý vị đã bị quỷ thần ngăn cản. Để không biết được những gì mà em chia sẻ, quý vị sẽ mất đi thân mạng này rồi đau khổ trong biển khổ. Và cái linh hồn quý vị làm ơn đừng có đến tìm em. Đó là điều việc của Địa Tạng Vương Bồ Tát chứ không phải việc của chàng tiên cá Thi U nữa. Em chỉ giúp những người đang sống để thoát khỏi biển khổ thế gian này thôi. Còn những người chết rồi thì làm ơn. Đó, đi gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát đi nha. Cũng không đủ cái phước đức để được A Di Đà Phật mà người ta ngài ấy tiếp dẫn đi đến thế giới cực lạc. A Di Đà Phật thì có rất nhiều A Di Đà Phật. Biết bao nhiêu vị Phật cổ có duyên với vị Phật nào mà nhớ tên A Di Đà Phật là tất nhiên là hả cả ngàn cả tỷ cái vị Phật ấy sẽ đến đó. Rất là nhiều A Di Đà Phật đến rước. Nhưng Thích Ca Mâu Ni đời này chỉ có một người, Di Lặc Thế Tôn chỉ có một người thôi. À không, Di Lặc cũng rất là nhiều luôn. Di Lặc là Phật tương lai cũng hằng hà sa số luôn, và Phật hiện tại thì cũng rất là hằng hà sa số giống như là Thích Ca Mâu Ni gì đó. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni thì ngài ấy nổi tiếng, còn mấy vị Phật kia họ không thích sự nổi tiếng. Dạ, họ cứ âm thầm làm. Họ là hiện thân của những vị Bồ Tát luôn hy sinh xả bỏ thân mạng của mình vì tất cả chúng sanh, giống như những vị Bồ Tát đang ủng hộ em giải cứu thiên nhiên động vật đúng cách trong tự nhiên. Đối với em, những vị đó chính là hiện thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, mà gọi cho nó vui là Quán Thế Âm Bồ Tát, mà gọi cho nó sang chảnh nữa là Chúa Giê-xu luôn. Dạ, cứu người là mang cảnh giới của Chúa, là Quan Thế Âm Bồ-Tát. À, dạy cho người gan dạ là cảnh giới của Thánh A-la, của Thần. Dạ, thử thách đồ này kia là Thần. Từ bi bác ái rồi cứu độ chúng sanh là Quan Thế Âm, là Thánh. Dạ, Thánh là Bồ-Tát. Nói chung các chư thiên họ hiện thân, họ đủ tên gọi khác nhau, để cho thuận duyên người nào thì người đó tin theo nghe theo thôi, chứ tất cả tên gọi đều là như nhau. Bây giờ em gọi quý vị là Phật luôn á cũng được nữa. Mà quý vị có tâm Phật, mà quý vị đã sống trong cảnh giới của Phật chưa? Quý vị chưa thì quý vị phải sống làm sao sửa đổi chứ. Bây giờ bệnh tật nó đến rồi, rồi cứ sống sai, cứ hả mua những cái con vật ở dưới sông dưới biển lên, người ta sắp tuyệt chủng rồi. Người ta là hiện thân mang thân súc sanh, Bồ Tát mang thân súc sanh để làm những cái việc mà lợi ích cho chúng sanh. Người ta mang thân con cá thòi lòi, con rấy cá, con này con kia, người ta bảo vệ môi trường này kia, mình đi bắt ăn thịt tự nhiên, mình bắt nó làm thú cưng, mình hại nó, hại mỗi ngày. Bạch tuộc em mua chỉ có 200.000 một ký thôi, trong cái dịch bệnh Covid mà bây giờ đó, hết dịch một cái quất lên 300.000 một ký, bán ra chợ 450-500 ký gì đó. Rồi sao quý vị? Thấy căng, đắng lòng ghê không? Muốn cứu động vật cũng đâu phải dễ đâu, giá cứ tăng lên mà, bởi vì quý vị cứ ăn những cái con trong tự nhiên không à. Rồi cái này nó bổ sao không ăn nè, nè. Ăn đậu nè, bổ nè, trồng dễ nè, trong đây nè, thành phần thịt không chứ gì đâu. Dạ, nên quý vị bị khổ thì quý vị đừng có hỏi tại sao mình khổ giùm cái, đừng có than trời khẩn Phật. Và lúc khổ rồi bắt đầu mới giác ngộ, mới phóng sanh thì thật sự là cái công đức nó cũng không được bao nhiêu đâu. Phóng sanh là bắt đầu phóng sanh từ trước khi mà mình khổ đó. Phóng sanh từ từ mỗi ngày, giải cứu động vật trong tự nhiên. Chứ phóng sanh mà đi thả mấy cái con mà ở trong ao, trong đầm, trong ruộng ra ngoài sông, ngoài biển sao nó sống. Chỗ em đây nè, sông nước mặn
mà đi thả con ếch, đi thả con cho em nghe mà em mắc cười luôn á, thả con cá trê đó. Dạ quý vị ơi, phóng sanh bố thí phải đúng cách thì mới có phước, làm sai không có phước. Bây giờ nói thêm cho nó vui câu chuyện là bây giờ em đi ra Côn Đảo, em thấy người ta bắt hải cá biển mà quý hiếm như cá parrotfish, cá mập, nói chung là những con cá quý bảo vệ ở những rạn san hô, bắt lên ăn thịt hết. Con nào càng đẹp là càng ăn thịt nha, mà giá càng cao, một con 5 triệu vẫn có người ăn. Mấy đại gia ngoài Hà Nội miền Bắc vô ăn rất là dữ, ăn rất là khí thế, ăn rồi mua thêm thùng đem về. Em nhìn mà em đau lòng cực độ. Nhưng có một chuyện rất là thú vị mà những vị đó là rất là thành tâm với cái hương linh của cô Võ Thị Sáu. Cô Võ Thị Sáu là một chiến sĩ tử nạn anh dũng vì đất nước, khi chết được nhà nước phong tặng huy chương này kia, rồi liệt sĩ này kia, được làm đền thờ các kiểu. Nhưng quý vị có nhận ra cô ấy chỉ là một linh hồn hay không? Cho dù chết oan được phong lên thần luôn á, nhưng mà cái phước của cô ấy vẫn không đủ giúp cho quý vị để thoát khỏi cái biển khổ mà quý vị đang ở đâu. Trời ơi, mà quý vị thành tâm thương cô ấy á, thì hồi hướng công đức cho cô ấy bằng việc phóng sanh đúng cách. Bây giờ mình ra biển mình ăn, mình giải cứu những con cá biển cho cô Võ Thị Sáu đi. Hả? Không giải cứu, mình ra biển mình ăn. Còn mình hả thương cô lắm, mình hả đến cô là thành tâm khẩn Phật lắm. Rồi hả cúng cho cô cái gì? Giết gà để cúng cho cô, rồi đốt giấy tiền vàng bạc làm ô nhiễm môi trường, rồi đốt nhang này kia, đốt lần đốt một bó. Trời ơi, đốt mà bây giờ mấy chú bảo vệ ở đó, thôi tôi sợ ung thư quá rồi quý vị ơi, làm ơn mỗi người một cây thôi nha, thôi rồi còn mấy cái giấy tiền vàng bạc hay bao bịch ni lông để bên ngoài luôn đi, rồi mọi người mỗi lần vô đó đốt giống như là hả đốt rừng, đốt gì đó, đốt rác vậy đó trời. Rồi hoa mắc tiền lắm, rồi cúng dân hoa lên cái gì, dân hoa lên hả cả đống luôn, như vậy tiền bạc lãng phí như vậy, không phóng sanh giải cứu động vật, hồi hướng cho các hương linh chiến sĩ đã tử nạn ở đó, cũng như cô Võ Thị Sáu, họ đang cần cái phước báo đó. Còn quý vị không có giúp người ta mà quý vị còn tạo nghiệp ác nghiệp với môi trường, ác nghiệp với thực vật, ác nghiệp với động vật. Quý vị ơi, thức tỉnh ngay trước khi quá muộn màng. Từ bi lắm mới nói như vậy. Cứ chửi Tion đi cũng không được gì đâu, càng lại xui hơn, bởi vì Tion đã thoát khỏi cảnh giới của người rồi. Phỉ bán tôi giường nào thì tôi lại càng may mắn phước đức giường ấy, và tôi vẫn sống sung sướng, có được tình yêu thương của thiên nhiên động vật. Chỉ tội cho quý vị, địa ngục trước mắt, biển khổ trước mắt không thể vượt qua được. Sống trong cảnh giới của quỷ thần, quý vị tôn trọng thần linh, tôn trọng ông địa, ông thần tài, tôn trọng quỷ, cúng bái cho họ, cúng cô hồn các kiểu. Nhưng quý vị có hiểu việc quý vị cúng đó là vô ích, đốt với tiền vàng bạc cho họ vô ích, thà phóng sanh cho họ đúng cách là tốt nhất. Dạ thưa quý vị, các vị Phật online, các vị Phật tương lai ơi, trời ơi quý vị ơi, em nói với vị riết mà em thành bức xúc. Nhưng đó là sự từ bi, vì sự thiếu trí tuệ của quý vị nên em thể hiện sự từ bi đến tột đỉnh, nhưng em không thể nào giúp được quý vị. Bao nhiêu người nghe được cái video này từ em? Chắc chắn không quá 10 người đâu. Dạ, đó là bởi vì quý vị đã bị quỷ thần che mắt, nghiệp lực của quý vị quá lớn, không thể nghe được những lời chân thật. Quý vị sẽ bị những người đang sống trong cảnh giới của quỷ thần, ma vương, và cũng có thể là chư thiên, chư thần gì đó. Những cảnh giới đó thì hay. Giống như một ngọn núi cao, thiệt là cao. Người đứng trên ngọn núi cao nhất thì mới có thể tầm nhìn quan sát rộng nhất. Giống như em đứng ở đây là em nhìn xuống đây là em thấy khác. Em đứng lên cái bàn em nhìn thấy thì khác. Thôi em nói nhiều quá, em thấy khẩu nghiệp rồi đó. Chư thiên không muốn em nói nhiều để giúp quý vị đâu, thôi chịu đi.